Dạ máy xăng Nhật Bản như mai chào mấy anh nha. Dạ bữa nay em có 14 con máy lên nha anh. Dạ nói chung là su bắp, lồng đứng, cò nằm. Dạ đều có hết anh. Bên em là bao hơi bao lửa nha anh. Bao hơi bao lửa, không bao nổ không bao ship ha. Anh nào mà không có thời gian làm nổ thì cứ hỗ trợ riêng, cứ gọi riêng bên em ha. Rồi bên em có thợ hỗ trợ cho anh làm nổ ha. Còn những anh nào thì có tay nghề hoặc là có thời gian rảnh á thì về mấy anh tự làm ha. Tại hơi lửa em đã bao rồi thì mấy anh yên tâm nha. Dạ. Con này em vô nha anh. Tiếp theo nha, 185. 185 con này là con Robin. Con Robin trời ơi giết em sản. Cutanil, con Cutanil này là GS280 nha anh. Dạ. Thiếu nhất là cái gì không? Đó là công tắc. Và có một số anh nó yêu cầu em hỗ trợ cái bu ly thì thật sự là có em nhớ, còn có không em quên. Tại vì cái người bó hàng á, cái thằng bé nó nhỏ xíu à. Rồi em đãi anh này mua con máy này nó gắn gì làm khi chả không có nhớ. Trời ơi em rầu ghê luôn á. Em thì làm đơn rồi em bó kiện, em trả lời khách làm khi lu bu em sơ sức á. Thì mấy anh đừng có buồn ha. Có đọc đơn sai mình cứ nhắc thì em sẽ gửi kèm chung luôn ha. Hoặc là mấy anh nếu anh gấp á thì cứ báo em á thì em gửi xuống nha. Dạ. Đây, con này ha, bình xăng trong. Cái bình xăng bên trong trắng tinh luôn, trắng nè anh ha. Cái đời Cuta mà nó được như vậy á là tỷ lệ phần trăm nó đã là 80% rồi đó. Con này con Cutanil. GS280 là 7 ngựa nha anh. Con này em báo giá công khai 1.6 triệu ha, bao hơi bao lửa cho anh nha, chưa bao nổ chứ bao ship nha. Con này cốt chiền, cốt 25 ly nha anh, tua chậm, tua 2000 nha. Máy xăng mình là tua 2000 4000. Còn con này là con Giang Ma y chang với con Giang Ma 186 nổi tiếng của em trên mạng luôn. Cái con đợt đó siêu đẹp luôn. Con này y chang luôn nha. Con này giống như cái con kia và dạng như là Thí Kiều, con này là Thí Vân vậy đó. Con anh GE70 nha. Đẹp nè anh, con nó đẹp nè. Cái dây xăng nó còn luôn anh, nó còn nguyên vẹn luôn nè. Cái dây xăng mà có lớp ngoài để chống cháy nè. Nhưng mà cái dàn lốc này em thấy hình như nó thua cái bên kia xíu, nó không có được trắng á. Cái này giống như nó hơi bị cái nhôm nó hơi xuống xíu, nhưng mà cái bô nó cũng đang thua như bên con kia ha. Nè thấy không, ở trong nó còn một cái, mình thấy luôn cái bô cái bên trong đó nè, phiếu luôn, ở ngoài đang thui tù lùi. Con này em báo giá công khai 1.6 triệu nha. Con Giang Ma, con này là 7 ngựa ha. Yếm nó đâu ta? Không có yếm qua đây nữa nè. Chết cha, con này nó không có cái yếm nữa em. Thôi con này nó có yếm đó, nó dài qua bên đây đó. Mắc bà rồi. Cốt 25 ly nha anh. Cốt 25 ly là máy từ 7 ngựa đổ lên ha. Con này 186, em báo giá công khai 1.6 triệu luôn anh. Con Giang Ma này 7 ngựa ha, bình xăng bên trong trắng phiếu luôn. Sao em tắt cái đèn led rồi, bây giờ em không cách nào quay được, em chưa có nguyên cứu được, em dở bên cái công nghệ. Anh thấy không, thấy không, trời đó. Cái bành của nó nè, xíu anh em kiếm cái đèn pin mới được. Anh ở chỗ cái lo anh có cái đèn pin á, anh lấy giùm em. Còn em dội vô mấy cái bình xăng cho dễ, tại em quay đây hơi tối. Tại mấy nếu không em đợi mà 5-6 giờ mấy ảnh về xong em mới quay, khi mà em quay trong thời gian mấy ổng làm á, mấy ổng cứ có máy bơm hơi mấy ổng chạy sẹt 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 rồi hả, cái máy rửa xe rồi mấy ổng cho nổ máy dầu, mấy ổng cho nổ máy xăng. Úi trời ơi, em nói trong live cái tiếng em cứ đều muốn la làng bể cổ luôn. Em quay giờ này thì em dội vô cái bình xăng thì nó là không thấy, nó hơi tối. Cái con này Kawasaki ha, FE250 ha. Con này là VIP bao đẹp luôn anh. Cái con FE250 con này là 8 ngựa nha anh. Công tắc ha anh, khi mày thử lửa đi ai
đi thử lửa. Ủa, thử lửa anh nhớ bật qua nút on giùm em nha. Có một số công tắc mình á, có một số công tắc khi mà mình không bật công tắc á thì nó không có lửa đâu nha anh. Dạ. Đây em có cái đèn rồi, em dội vô phía trong bình xăng ha. Tại có một anh ảnh hôm qua anh đã nói trên clip em á, trời mai ơi em quay bình xăng á chỉ có mình em thấy không mà tụi anh không thấy gì trơn trọi á. Anh ơi con này em báo giá công khai là 3,7 triệu nha anh. Con này là FE250. Cái bình xăng này zin của nó luôn nha. Cái bô nó đẹp hú hồn luôn, coi cái bô nè. Trời ơi má nội ơi xuất sắc luôn. Coi cái bô nè. Trời ơi cái bô đáng đồng tiền bát gạo luôn. Cái bô tỷ lệ phần trăm nó xài là bao luôn. Coi cái nhớt. Trời ơi coi nhớt nè. Bô em nhớ bảo vệ cái chế xăng cái bình xăng con mình là ngon lành luôn. Con này 5 ngựa nha anh. Cốt chiền luôn. Hình như cái lô này em đăng cái lô này mình hình như chỉ có một con duy nhất là cốt thẳng thôi. Đó là con Robin Y15 thôi, 3 ngựa rưỡi còn như là cốt chiền hết nha anh. Đây cốt chiền là nó lệch qua bên cốt thẳng nó nằm chỗ này bốn con ốc bắt để mình về gắt bơm 7 sáng hay gì đó. Đa phần những con này cốt chiền ha, mình làm sexy. Kéo đầu xịt thuốc. Có con tép nằm bên hông nha. Con này đời IC nha. Mitsu 5 ngựa. Con này thì cái bình xăng bữa trước em có đăng một cái con 1,4 triệu rất là đẹp luôn. Bình xăng trong trắng tinh, con này thì xấu chút xíu. Ở ngoài nó trầy trụa hết rồi nhưng mà bình xăng bên trong nó cũng trắng tinh luôn. Cảm ơn cái đèn luôn hỗ trợ chị Mai hết mình. Thắng phiếu luôn nha anh, 1,2 triệu nha. Anh nào hốt anh nào về bình xăng cực đẹp. 189. 189 con này là con Rubin OH25, con này cò nha anh, dòng OHV nha nhưng mà cò đứng. Có hộp cò nằm bên đây. Cái bình xăng này nó bị xét rồi nha anh, nó bị xét. Đó. Bị đâm lắm lắm đây nè ha, em quay thiệt kỹ cho anh coi nha. Quá xăng, khi mà về thử ha anh, thử lửa ha, bật qua công tắc bên đây. On, tắt. Thì nó mới có lửa, có những cái công tắc nhấn á, nhấn up vô up ra thì nó không cần nhưng mà cái loại này thì nó cần ha. Con Rubin OH25 là con cò đứng nha anh. Cái hộp cò nó nằm bên hông ha, nó nằm trên đây nè. Cái này cái bình xăng nó hơi tệ rồi nha anh, nhưng mà ở trong nó trắng tinh nè. Cái bô của nó anh thấy không, giống như cái này em biết nó bị sao, nó bị xuống rồi. Cái này cốt chiền luôn nha anh, cốt 25 ly nha. Con này 8 ngựa rưỡi, bô bao đẹp luôn nè, anh thấy cái bô không? Đó ở trong nó còn luôn nè. Đó anh thấy là cái tỷ lệ phần trăm bô nó rất là đẹp luôn, không phải em sơn ha nè. Thấy trong nè. Nè dấu này nè, dấu này dấu không có mở được nữa, nếu ốc mà mở là banh liền nè. Bô của nó là còn luôn mà không biết sao cái bình xăng nó xuống nên con này em báo giá công 2,9 triệu thôi nha. Nhưng cái bình xăng trong đẹp hú hồn luôn. Cái ở ngoài thì nó xét nhưng mà ở trong thì nó lại đẹp. Nhưng mà nó trắng anh ha. Nè, trắng nha. Con là 1,9 triệu nha anh. Con Rubin OH25 8 ngựa rưỡi nha, 1,9 triệu. Cái đòi này, những cái đòi này con đẹp là 2,3 triệu anh. Tại con này cái bình xăng rớt giá xuống 400.000 do cái bình xăng quỷ này nè. Đó. 189 rồi. Cái này qua 2.000 nha anh, 200 nha. Con
con này là con Robin. Robin én nhỏ ha. Én nhỏ ơi 28 7 ngựa rưỡi cút chiền. Quá đẹp. Bô sơn nha anh. Nè cái con ta vậy nè anh thôi. Áo màu vàng, bình xăng màu vàng, nó đi nó mới đẹp. Bữa hôm đăng hai con trước, một cái con này kia, cái mấy ổng hỏi em sao không thay quần thay áo cho nó đã nhìn kỳ quá. Em nói trời ơi, biết sao bây giờ anh. Nó đã vậy là vậy rồi. Anh ơi, cái bình xăng là chỗ này nha anh, nó bị như vậy. Là anh bó tay rồi, không cách nào móc, không cách nào đập được. Thôi anh ráng giùm em ha. Đó, nó đẹp thì bỏ qua chút xíu chỗ này nó nha anh. Con này lóc hơi bị đen rồi nha anh. Lóc đen. Áo quần thì đẹp nhưng mà da đã bị ngâm rồi. Bình xăng trong trắng tinh hả? Con này báo giá công khai 1,5 triệu nha anh. 200, 1,5 triệu. Cái này nó bị bể rồi nhưng mà em không có thay được tại vì em thấy nó rất đẹp. Nè, rất phí nè, anh coi trong nè. Phí quá nên không có thay. Quên nữa. Đó. Nắng phiếu luôn. Trắng tinh luôn, cổ đồ ngon lành luôn. Em báo giá công khai 1,5 triệu nha anh. Con này 7,5 ngựa, Robin ơi 25 ha. Dạ, ơi 28 chứ. Con này 201. Trời nó xấu quá. Trời ơi, cái chụp giật rồi nó xấu banh nhà luôn. Trời ơi, chết cha rồi. Con này xấu quá anh. Con là con Giang Ma 160 nha anh, 5,2 ha. Đời này chiên gắt xới bôi em nhớt nha anh. Thôi kệ anh, nó xấu mà làm việc được ra. Quan trọng là cái ruột nó ngon lành là được ha. Cái đời này xới nên nó có cái đèn ha. Mấy bữa nay đi sao? Em á hả, em nói nhiều quá. Không anh, em xin lỗi mà anh. Con 160 nó là 5,8. Con 180 nó là 6,2. Con là 5,8 nha anh. Đó, 5,8. Bồ ngon lành luôn. Con này báo giá công khai 1,8 triệu. Được cái bôi nhớt, bôi nhớt mấy xị vậy đó. Trắng phiếu luôn. Con là trắng thiệt luôn anh nè. Coi nè. Đó, không một vết luôn. Cái này có cái lượt nó nhanh là tại vì nãy em mở ra đó, em sợ đó, khi mà mình coi á ở trong á nó mất thời gian lắm nên em lấy ra em bỏ trước ở ngoài ha, khi mà đi hàng em đi đầy đủ nha anh. 201 là con Yama 160 nè, báo giá công khai 1,8 triệu ha. Còn con này 202 202 con này con Kuta của con Kawasaki ha. Kawasaki FG300 ha. FG300 là 7,5 ngựa. Đòi này là 7,5 ngựa nha. Con này có đề luôn. Cái đợt này hôm Tết em có một con cũng có đề luôn. Chết cha anh cháp ơi, em còn nợ anh một cái cục cốc đề ta. Cái rò re em quên rồi. Chết rồi, mai em gửi cho anh. Nhắc thấy cái con này em mới nhớ, xin lỗi anh nhiều. Quên luôn. Con này là 7,5 ngựa nha anh. Có đề ha. Con này báo giá công khai 1,8 triệu. Tại nó có đề nên nó hơi bị mắc chút xíu nha anh. Nhưng mà có đề thì mình xài nó khỏe hơn. Cái đời nó có đề nó cũng ít có lắm. Bô. Cái con này bình xăng bên trong không có được đẹp lắm nha. Nó hơi bị xét rồi nha. Su 510 nha anh. Con này không đẹp ha. Bình xăng bị tép rồi, ngon lành luôn. Con này là con 5 ngựa cốt chiền nha anh. Con này báo giá công khai 1,1 triệu nha. 203 Su
mấy anh nào mà vậy cần á, gì mưa gió nào dục quá để ngoài trời ngoài đất thì mua con này về ha. Mình sang trong nha, đó xét 204 204 con này là con Kawasaki nha anh. Kawasaki thỏ chỉ tay bôi nhớt. Con này 7 ngựa nha anh. Cốt 25 ly. Đây, 7 ngựa. Cốt 25 ly. Con này báo giá công khai 1.3 triệu nha anh. Bình xăng trong trắng tinh luôn. Mà đều có dàn áo nó hơi trầy trụa chút xíu. Xuống con này 2 xị nha. Con này là 1 triệu 9 nha. Bô ngon lành luôn. Đẻ thêm đứa nữa đi. Cốt chiền nha. Cốt chiền. Còn cái miếng này luôn để che bôi nhớ cho bụi không vô. Con này 160 luôn nha. Con là 200 205. Anh cứ báo là con này là 1.9 là em nhớ ha. Đây cái con này 206 con này Robin OE 15 nha. Con này cốt chiền, cốt thẳng. Nè cái con duy nhất trong đám em con này cốt thẳng nè. Này tụi nó thử lửa nè, nó đẹp. Nè cốt thẳng là gì nè. 206 cốt thẳng, con này báo giá công khai 1.2 nha. Bô nó nha, không sơn nha. 206. Chết rồi. Nói chuyện được. Ngày nay bên bưu điện nó còn nghe quá. Ba cái đường nó đi chậm quá, khắc chửi quá. Trời ô, có bình xăng này bị sơi xét rồi anh ơi. Để nay mai mở ra, từ nhỏ mở ra xúc ha. Nhập cái xăng đó, xăng bên Nhật đó. Nó đóng bợn đó. Nên để em xúc. 1.2 triệu nha. Kawasaki 5 ngựa nha. 207. Trời ơi cái chụp giục nó ông nội mẹ quá ể tao mọc cái chụp bụi dưới trời. À cái miếng ngoài để bảo vệ cái chụp giục anh ơi nên nó bự nè, anh nhìn trong nè. Nó có cái chụp giục trong nó hàng chứ nặng thấy bà nội. Con này 5 ngựa nha, KF53 ha. Con này báo giá công khai 1.1 triệu. Con này có bô đẹp xuất sắc luôn. Con này 208, con này con Honda nha anh, bao đẹp luôn. Con Honda này 1.3 triệu.
áo đẹp xuất sắc luôn. Combo bơm này đó là dạng mua bơm cổ đó, ngắn nhỏ IC đàng hoàng. Con này thì đẹp hơn bô mức một à. Anh là về ví dụ mình xài bơm, mình xài đã xong cái bỏ bơm gia dục gác bơm 76 lên con này luôn ha. Hai con ha, một con màu vàng, một con màu cam ha. Con này cũng vậy luôn, 1.3 triệu luôn. Như anh biết không, cái bơm này đời nè, bơm này đông đời cao, bơm hai đầu, cái bơm này nó rất là tiện lợi. Để em giới thiệu cho anh cái bơm này. Đây, ví dụ cái bơm này ha, hai con bơm này họng ra 60 hết ha, dung lượng nước nó là 600ml nước trên giờ. Cái này là bơm họng ra 60, còn đây 27 nè, anh coi nè, mình mở ra ha, mở ra nè, anh thấy trong này nó là nó đóng phỏng ha, nó đóng kín luôn. Anh muốn xài bên đây, ủa quên, anh muốn xài bên đây thì anh đóng bên đây, đóng cái thằng nọ lại, còn anh muốn xài bên đây, cái này anh muốn ra cái nước 27, anh xài bên đây phải không? Anh đóng bên đây, còn anh muốn xài bên đây, đây đóng lại, nè đây nó ngược, nó hay lắm, nước ngoài nó chế này, cái đội bơm này có bơm, cái bơm vuông vuông này nó ít có, cái tay em nó bị. Nói chung là nó vô được anh nè, tại em giờ cái tay em nó lung quá nè, nó khích luôn nè, nó khích vậy luôn nè, có nghĩa là xài bên đây anh gắn bên, xài bên đây gắn đây đó, anh không làm bên nào. Nói chung là vậy, hai con bơm này 1.3 triệu, ai mở bơm thì còn 1.2 triệu nhanh. Rồi em xuống like nhanh, em chào mấy anh nha. À bây giờ bên em á có mấy cái con mà Kawasaki mà 10 ngựa anh, 290 là 10 ngựa ha, 350 là 11 12 ngựa rưỡi và 400 là 13 14 13 năm. Đây cái con dài ha, mấy con trụi nè, chạy xuồng ha, hoặc là gác, anh biết không, cái con này chạy xuồng gác đầm, không chạy xuồng gác cắt đường đó. Cái con này thấy không, này nó dài ha, bên em thợ em đã chế một cái tum cho anh, nhằm khi hết bình thì mình quấn dây giật ha, công tắc đề sạc đầy đủ. Anh nào còn con này thì hú em ha. 10 ngựa, 12 ngựa rưỡi, 13 ngựa rưỡi đều có nhanh. Rồi em xuống like nha, số điện thoại em là 0343000397 nha. Em cảm ơn anh nhiều nha.